Alo, chào tất cả anh em quay trở lại với channel của mình em nhé. Hôm nay thì mình sẽ là tiếp tục vào chơi theo công thức xí ngầu 2 em ơi. Cầu này con này lại được anh em ơi. Làm cái 3M xem nào nhá. 3M5 này. 3M5 này. Đấy, ok. Tay đầu tiên vào 3M5 để xem là cái cầu nó đang chạy kiểu dạng chạy nát nát này nó có ok, có chuẩn không anh em nhá. Sẽ gửi luôn anh em ạ. Này không chơi được rồi. Vẫn cứ phải là bắt xí ngầu anh em ạ. Sở trường của mình vẫn là xí ngầu. Xí ngầu 2 thì anh em tắt cho mình là con 1 và con 3 đi nhá. 2 4 6 8 10 thì con này. 8 cộng 2 10 mới ra tài một tay thuận này. 15 cộng 4 19 là xỉu thuận này. 6 cộng 4 bằng 10 mới là tài thuận này. Tiếp theo là 14 cộng 3 17 là xỉu lại thuận này. Con này có 5 cộng 1 6 6 là xỉu nghịch này. 10 cộng với 5 15 ra tài nghịch này. 16 cộng với 4 20 ra xỉu nghịch này. Con này 8 cộng 16 14 là tài thuận này. 11 cộng với 5 16 tài thuận tiếp này. Tiếp tục là 11 cộng 4 15 là tài nghịch này. 14 cộng với 3 17 là tài nghịch này. 11 cộng 2 13 13 nghịch đánh xỉu. À quên, nghịch đánh tài. Ok nghe, quất luôn tay 10M nhá. Cầu đang kiểu dạng là cầu cầu này là cứ thuận đánh nghịch là ok đấy nghe. Nó không có 1-1 như này thì đánh là ok này. Cầu này thì nó dễ đánh thôi nhưng mà nếu mà vào đoạn trước thì được mấy quả thông tay đây ngon nhỉ. Vào đoạn trước thì ít nhất phải được là hai tay, một tay đây và một tay này rồi thì đánh chắc chắn là cầu đấy không bị lỗ, không bị âm nhiều. Sao quá lét luôn này anh em. Nghịch này, thấy chưa? Nó không sen cầu 11 và rất dễ đánh luôn. Lên 89M. Đây là con 14, 14, 4, 18, 18 thì tay này vẫn đánh nghịch thì con tay này phải đánh xuống rồi. 18 đánh xuống này. Rồi, vã luôn 9M anh em ơi. Được đấy. Có vẻ là ổn đấy anh em ạ. 2, đúng không? 250 này. Tay đầu gãy, tay 2 bú, tay 3 bú là đẹp. Chắc là đẩy lên khoảng tầm thuận cầu thì chắc là lên hơn 100 đấy anh em. Đấy, đánh vốn to nhiều khi nó cũng gặp cầu đánh nó sướng lắm anh em ạ. Nhưng mà cầu nó dối một tí thì đánh cũng áp lực lắm. Nói chung là vẫn phải gặp cầu. Bù ngay anh em ạ, nét nét luôn đúng không? Nghịch này. Thấy chưa? Vẫn cứ là cầu này cũng full cầu nghịch mà đánh nó lên 99 rồi này anh em này. 99 rồi. Đây là con 7 cộng 2 bằng 9 nhá. 9 thì nghịch. Nghịch thì phải đánh lên con này. 1, 2. Thôi đánh nhẹ con này được. Đây tay 3 sự gãy này. Đánh 2M rồi. Thế thôi anh em ạ. Mấy tay đầu vào thì có thể là anh em vã căng căng tí. Nhưng mà bắt đầu khi mình có lãi rồi thì mình rõ ràng là mình phải chọn giải pháp an toàn rồi, đúng không? Kiểu như mấy ông đi thi thố ấy, lúc mới đầu vào thì đã có cái gì đâu mà chả phải mạo hiểm chọn bừa đi đúng không? Lúc mà mình có một tí gọi là thành quả rồi phải là lui vào bảo vệ ngay. Đổ bê tông ngay. Vẫn bú này nghe, chuẩn đét đã lên trăm rồi. Quá ok luôn nhỉ. Nghịch này, thấy chưa? Tiếp nhá. Ở đây là con 11 11 cộng 2 13, 13 nghịch thì con này nó vẫn là đánh đứng thôi. 29 thì tăng lên tí nhỉ. 6 7 8 9. Ok chưa? Một tay đầu gãy và là bú ba tay thông. Được của nó đấy anh em ạ. Cậu này không ăn thì bú cậu nào đúng không?
trên cái bản sảnh này thì nó sẽ không có điểm phiên đâu anh em ạ, nên là mọi người chỉ có thể là bắt theo xí ngầu thôi. Gãy nhà thiếu một điểm, ra con 10 ra thuận rồi này. Thì sao ăn ba tay thông rồi còn như nào nữa đúng không? Ok, con này thì là con 10 nha, 10 cộng 6 16, 16 thì con này đánh nghịch đúng không? À đánh thuận, đánh thuận thì đánh tài. Quất luôn 8M đi nha. Quất luôn 8M đi. Cũng nguy hiểm nhỉ, con này trước đấy cầu 11 ở đây là chạy được 4 tay được gãy đây, 1 2 3 4 này. Khả năng gãy này bạn. Vội quá, không phải đánh con này 2M thôi thì vừa miếng đúng không? Thôi lỡ vào rồi chả sao, đằng đéo nào mình vẫn gãy con này, mình vẫn đang lãi được 7M cơ mà. Một 16. Một 16 đéo được rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Nghịch này. Lại quay lại đánh nghịch thôi anh em ạ. Đẩy luôn con này, mày đẩy luôn. Con này còn 8 cộng với 4 12, 12 thì đánh nghịch. Đánh xuống này. Ít mẹ mày đẩy luôn. 20 mét luôn anh em ạ. Quy trình là gì đây? Hay là ba ăn ba gãy đây? Thì đúng là ba ăn ba gãy rồi, đúng quy trình hôm nay phải bú gì đã đúng không? Vừa rồi nó là con 8 thì nó cũng, nếu mà con 10 thì không dám đánh như này, nhưng là con 8 này thì lại đứng nó vẫn rất cao. Chuẩn đen đẹp cho anh em, địt mẹ lên 9 ngay đúng không? 109 này. Ok chưa? Nghịch này. Đấy, cậu đánh cùng nghịch mà đánh thôi, đúng không? Ok, tiếp theo là một con 9 cộng 2 11, 11 nghịch thì lại đánh lên anh em ạ. Thôi con này đánh 4M thôi. Ok. Sắp chốt được rồi anh em ạ. Nốt tay này là mình cũng chốt nghỉ thôi. Tổng cược 56 còn lại đang dư 25M này. Thấy chưa? Dư 25 lại cũng ban ba gãy. À ba 4 ăn à ba 4 ăn ba gãy đúng không? Tay này ăn rất là đẹp. Quá đẹp luôn chứ còn gì nữa anh em. Nghịch này. Được đấy nhỉ. Cầu này đẹp này, con cuối vã phát 2M này, nghỉ anh em ạ. Con lẻ 2M mà đánh nốt đi. Con này con 13, 13 cộng 16, 19, 19 thì nghịch đúng không? Nghịch xỉu. 2M8 này. Ok chưa? 29M lãi này anh em ạ. Lãi 29M này. Ăn con này nữa là lên hơn 30 đúng không? Ăn con này là lên thành 32M đấy. Gần 32M. 31M đi, cho là 31M đi. Sao? Quá lét luôn anh em. Thôi chốt. Rồi, lên 115 quá đẹp luôn. Chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.